kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký viết về người phi công liều mạng nếu chỉ nhìn thoáng ông ta trong đám đông tối hôm đó có thể người ta sẽ không bận tâm nhìn lại lần thứ hai đó là một ông già gầy yếu ngồi xa lăn đội mũ len đen cổ đeo cà vạt đỏ sậm. Cái áo khoác bằng vải thô màu xám, phủ bên ngoài một thân hình nặng chừng 140 cân ảnh. Nguyễn Văn Ba không nói được và cử động khó khăn. Một ông già nhỏ thó trong căn phòng chật cứng những cựu binh Mỹ đang đứng nhắc chuyện cũ với nhau những màu chuyện thời chiến. Nhưng nếu kéo ngược thời gian lùi lại, bốn chục năm và thêm khẩu súng lục nằm trong bao đeo trễ bên vai chừng mười bao vào cặp bắp thịt xuông đuột rồi đặt ông ta vào ghế lái chiếc trực thăng gắn đại liên m sáu mươi thì ta sẽ thấy được một con người khác quá sức liều mạng ngày hai mươi chín tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ông nguyễn giống như trong mẫu chuyện được xé ra từ kịch bản quay một cuốn phim loại Mission Impossible đã cùng với vợ và ba đứa con tìm cách đào thoát trong khi quân Bắc Việt đang tiến qua những cửa ngõ vào Sài Gòn. Sau 20 phút bay căng thẳng, chiếc trực thăng của Nguyễn lượn vòng trên biển Nam Hải trong tình trạng một sống một chết và những thủy thủ Hoa Kỳ trên chiếc tàu gần đó chỉ còn biết đứng ngó sững. Không thể nào hiểu được anh ta đã làm cách nào. Đúng là một phù thủy Ấn Độ. Lời của Hughes Doyle, sĩ quan trưởng cơ khí trên một tàu hải quân gần chỗ chiếc trực thăng của ông Nguyễn đang quần trên trời trong ngày 29 tháng 4 năm 1975 đó, Nguyễn không phải là một anh hùng mà đang ở trong tình thế cực kỳ tuyệt vọng. Ông là một trong hàng ngàn người lính miền Nam đang cố tìm cách thoát ra khỏi nước trong khi đại quân Bắc Việt đang ào ạt à tiến tới Sài Gòn. Sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ đã chính thức chấm dứt từ hai năm trước với Hiệp định Hòa bình ký tại Paris nhưng vào thời điểm đó vẫn còn các nhân viên ngoại giao và nhân sự Mỹ cần được di tản đằng sau đó là đám thường dân Việt Nam cố bám theo để tìm đường thoát nhiều người trong số đó là quân nhân giống như Nguyễn một thiếu tá không quân Việt Nam cộng hòa nếu kẹt lại họ có thể sẽ lãnh án nặng và cả gia đình sẽ tan tác trong những trại tập chết người nhưng Nguyễn đã có sẵn một kế hoạch ông cho vợ con về ở nhờ họ hàng bên vợ trong một khu dân cư Sài Gòn và dặn vợ ông bà nho chuẩn bị mọi thứ ông sẽ lái chiếc xinốt Z 47 đến bốc đi đó là một loại trực thăng cỡ lớn của không quân Việt Nam Cộng hòa mà tiếng động cơ không nhầm lẫn của nó có thể nhận ra được từ mấy cây số. Nguyễn đã nhận vợ khi nghe được tiếng xin nốt thì phải sẵn sàng. Mickey, đứa con trai lớn, nằm dưới gầm giường để tránh đạn từ đêm trước. Suốt đêm, nó nghe tiếng súng nổ ran khắp nơi lẫn tiếng rít của hỏa tiễn. Quân Cộng sản đã quá gần rồi, nhưng nó vẫn bình tĩnh và tin chắc cha nó thế nào cũng tới. Miki nghe được tiếng động cơ Sinop vào lúc sáng sớm. Nó chụp vội túi quần áo, luôn cặp bình sữa cho đứa em gái 10 tháng. Mina cùng với cả gia đình lao nhanh ra trước Sinop. Trên đó đã có sẵn vài người bạn của cha nó. Lên được chiếc máy bay, nó nghe ông Nguyễn nói thấy có nhiều trực thăng Mỹ bay ra khơi. Chắc chắn họ sẽ đáp xuống ở đâu đó coi thử ra sao. Nguyễn nói như vậy, trong khi đưa chiếc trực thăng hướng ra biển. Vừa lúc đèn đỏ nhấp nháy, báo bình xăng sắp cạn. Ra tới biển, Nguyễn bật qua tần số cấp cứu và nghe được âm thanh trao đổi giữa các tàu Mỹ. Có người ngó xuống, thấy một chiếc tàu đang ở ngay dưới bụng trực thăng. Đó là chiếc USS Kirk với một sân đáp nhỏ. Nguyễn cho trực thăng xa xuống. Chỉ huy trước USS curt là đại úy Paul Jacob. Thuộc cấp vẫn gọi ông ta là Big Jake. Dân New England, cao, 6 feet 3, bộc trực và thẳng tính. Ông ta được lệnh bắn hạ bất cứ phi cơ nào không xác định được danh tính và nhắm có vẻ đe dọa đến cuộc di tản đang diễn ra ồ ạt từ sài gòn lẽ ra đại úy paul đã cho bắn rơi chiếc trực thăng của nguyễn nhưng ông đã không làm như vậy ông ta độ chừng nguyễn là một người lính miền nam đang tìm đường thoát bầu trời ngày hôm đó dày đặc những phi công việt nam đưa gia đình và đồng đội bay ra biển trên những chiếc trực thăng cuối cùng còn sót lại. Jacob ra lệnh, chỉ khi nào nó bắn xuống, không thì mình sẽ không khai hỏa trước. Nguyễn liên lạc với chiếc Curt. Tiếng Anh của ông ta chỉ tạm đủ. Trên tàu cũng có một thủy thủ bập bẻ được chút ít tiếng Việt. Sau này trong quyển The Lucky Field, tác giả Jane Herman đã tả lại nỗi thất vọng của Nguyễn. Ông ta bảo với những người dưới tàu rằng chiếc Chinook có chở theo đàn bà và con nít và máy bay ông ta gần hết xăng. Nguyễn nói, hoặc là tôi hạ cánh trên tàu hoặc sẽ rớt xuống biển. Hãy cứu chúng tôi đi. Nhưng đám thủy thủ trên chiếc USS Kurt giơ tay làm hiệu xua Nguyễn bay đi chỗ khác. Bởi vì sân đáp thì quá nhỏ mà chiếc Chinook thì lại quá cồng cành. Nếu xuống thấp, cánh quạt có thể va động gây nguy hiểm cho đám hành khách, luôn cả đám thủy thủ trên tàu. Nguyễn bỗng nảy ra một ý và lập tức cho dưới tàu biết ông sẽ lái chiếc Chinook quần ở trên boong. Rồi vợ con ông ta sẽ liều mạng, nhảy đại xuống đám người, dăng tay chờ bên dưới. Ken Chipman là một trong số những người đứng chờ sẵn ở dưới đó. Dân Texas có một hàng ria quạp được đồng đội gọi bằng cái tên Chippy. Anh ta chỉ nặng có 130 cân anh và đang đánh lô tô trong bụng biết đủ sức hứng đám người nhảy ra từ chiếc trực thăng hay không đây? Trong lúc căng hai tay chờ đợi, một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh chàng. Ôi thôi, chắc chết cả đám quá. Nguyễn lái chiếc xin tới phần đuôi của chiếc tàu, cố tránh không cho cánh quạt tới gần những chỗ quan trọng. Chỉ cần một luồng gió hay một sư sẩy, trong chóng trực thăng sẽ chém trúng tàu giết chết cả vợ con ông lẫn đám người dưới kia đang giang tay chờ đợi. Người Copalot mở cửa ra hiệu cho vợ Nguyễn. Nghe đây, chị và mấy đứa nhỏ sẽ nhảy xuống trước nghe. Mickey nhảy ra. Kế đến là thằng em nó. Bà Nho bồng đứa con gái nhỏ, nhòi người ra, thả nó xuống cho đám thủy thủ. Trước khi chính bà cũng nhảy xuống. Đám người chờ sẵn bên dưới, hứng được hết. Bây giờ, trên trước Sinuk chỉ còn lại một mình Nguyễn. Làm cách nào đáp khối sắt 12 tấn này xuống chiếc tàu đây? Ông ta chợt nghĩ ra cách khác, một cách chưa ai từng thử qua. Đó là đâm xuống biển ông ta bay ra xa chiếc tàu cách một khoảng an toàn và giữ cho chiếc trực thăng đứng yên chừng 10 phút với dàn bánh đáp nhấp nhô trên mặt sóng. Chip men đứng chết lặng trên bon ngó theo. Ôi, cái thằng điên, nó đang cởi bộ đồ bay. Chip men nghĩ thầm, trong lúc mắt không rời chiếc trực thăng Nguyễn cởi bỏ cái áo bay và tháo dây xuống trong khi vẫn giữ cần lái cho chiếc trực thăng đứng yên. Một phi công trông thấy cảnh đó sau này đã nói rằng không thể hiểu bằng cách nào mà Nguyễn có thể rút bỏ bộ đồ bay trong khi vẫn kèm cho chiếc trực thăng đứng yên một chỗ. Xong xuôi, Nguyễn nhấc cánh quạt bay về phía bên phải, xa khỏi chiếc tàu khi chiếc trực thăng vừa chạm mặt nước, ông ta nhảy ôm xuống biển. Âm thanh cú va chạm, nghe giống như cả mặt toa xe lửa bị lật. Mảnh bộn từ cánh quạt chiếc trực thăng bay vèo véo qua chiếc USS Kurt. Chiếc trực thăng nằm lật ngửa trên mặt biển, mấy bánh xe chồng lên trời, một khoảng im lặng nghẹt thở khi cả bọn ngó xuống một vùng màu đỏ loang rộng, ra chỗ Nguyễn nhảy xuống. Không ai thấy ông ta đâu cả. Đột nhiên, một cái đầu nhô lên khỏi mặt biển. Ông Nguyễn còn sống. Ông ta đã cố lặn thật sâu khi chiếc xin úp vừa chạm mặt nước. Còn khoảng màu đỏ loang trên biển, đó là dầu thủy đều của chiếc trực thăng. Đám người trên chiếc khớt hòa vỡ trong niềm vui lẫn thán phục ai nấy huýt sáo vang lên một người hét to lên cừ quá đi người khác phụ họa theo ôi chao ơi đúng là một cú tuyệt vời tài tinh chiếc khớt cho xuống máy ra vớt nguyễn lên ông ta lên tới bon tàu chỉ mặc độc một quần đùi màu đỏ của vợ may và một sơ mi trắng in hình hoa hòe mấy miếng vàng nhét trong túi đã rớt đâu mất rồi đòi cơ khí trưởng trên tàu sau này nhắc lại anh ta đòi được gặp vợ con ngay chiếc uss cớt sau đó đã vớt thêm nhiều đợt người tị nạn tả tơi đào thoát trên những tàu hải quân việt nam cộng hòa tàu buôn và cả tàu đánh cá Jacob cùng thủy thủ đoàn đã vớt tổng cộng 30.000 người đào nạn từ Nam Việt Nam. Sau này Jacob nhắc lại rằng các thủy thủ của ông ta khá lành nghề nhưng đồng thời cũng may mắn. Biển Nam Hải vốn có tiếng không hiền hòa, những đợt sóng cao 20 bộ và gió giật rất mạnh là chuyện thường ngày. Vậy mà hôm đó mặt biển lại lặng yên. Ông ta nói, Thượng Đế đã ngó xuống. Mấy ngày đó mặt biển phẳng lì như lưng con cá bơn. Còn Chipman không bao giờ quên được thái độ trầm tĩnh của Nguyễn trong tình thế cấp bách và nhớ rõ mình đã vui mừng thế nào khi hứng được đứa con gái nhỏ cùng người vợ của viên phi công. Anh ta nói, một kết thúc tốt đẹp cho một cuộc chiến khốn nạn ông ta khá khiêm tốn. Đó cũng là một kết cục pha trộn giữa vui mừng và cay đắng trong nguyện. Ông ta cứu được vợ con, nhưng mất hết mọi thứ khác. Tiền bạc, sự nghiệp, thân bằng quyến thuộc và luôn cả tổ quốc. Gia đình ông về sống ở Seattle. Sau đó ông tìm được việc làm trong hãng Boeing. Ông ta đi tiếp cuộc đời mới vẫn bằng sự bền bỉ tháo vát mà ông đã có lúc vội vã bay ra biển để tìm đường sống. Một gia đình trong hội nhà thờ Lutheran bảo trợ cho gia đình ông. Ông chăm chỉ học thêm tiếng Anh, ban đầu làm công việc lau dọn ban đêm và học thêm điện tử vào ban ngày. Sau khi được nhận vào làm cho hãng Boeing, ông thức dậy lúc 4 giờ sáng và rời nhà nửa tiếng sau đó sáu tháng sau khi tới mỹ gia đình nguyễn không cần tới sự trợ giúp của chính phủ nữa ông bảo rằng xứ này là mảnh đất của rất nhiều cơ hội ông không muốn nhận nhưng luôn luôn muốn cho ông bảo với vợ con trong vòng năm năm tới chúng ta sẽ phải là công dân mỹ để được đóng thuế và đi bầu đối với con cái ông muốn chúng phải học thật giỏi rằng đại học là ngưỡng cửa không gì thay thế được và ông sẽ giúp chúng để trả học phí nếu chúng học khá nhiều lúc có thể nói ông huấn luyện con cái giống như chúng là nhân viên phi hành của mình trên chiếc xin nút ngày nào mỗi sáng chủ nhật ông đánh thức các con dạy giao cho một bảng liệt kê các công việc phải làm nếu xong bài làm ở trường Chúng sẽ được cho thêm một số đề toán để suy nghĩ tiếp Mina đứa bé gái năm xưa được thả xuống từ chiếc trực thăng xinú nói nếu tụi cháu mà làm lộn một con số thì ba cháu sẽ xóa cả bài mà bắt làm lại từ đầu ông đặc biệt chăm lo cho đứa con gái Út giống như cái ngày ông đem cô theo trong chuyến bay vượt thoát khi mina bắt đầu hẹn hò với một anh nhạc sĩ người sau này sẽ trở thành chồng cô ông đã lựa dịp để ngồi nói chuyện tay đôi với anh chàng ông nói với anh ta cháu chưa bằng được con gái bác sao cháu không có bằng tiến sĩ con nhỏ nó có rồi đấy nhưng nguyễn không phải là một người cứng nhắc ông thích vui đùa mấy đứa con ông thường bảo ông thích tận hưởng đời sống đến nơi đến chốn vì biết rằng đời ông đã được ban ơn lần thứ hai ông thích đi câu chơi dưng cầm và tụ tập bạn bè về nhà hát karaoke ông cũng nhảy đâm rất giỏi giống như ngày xưa ông đã từng bay thật cừ ông thích nhất điệu rumba và cha 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 mỗi khi các con ông phàn nàn điều gì đó thì chúng sẽ được nghe cả một bài thuyết trình má tụ bay và bà ba khi tới đất mỹ này trên người chỉ có độc cái quần lót nhìn lại mình bây giờ đi không giàu nhưng chúng ta không nghèo chuyến vượt thoát tới đất mỹ của cả gia đình đã trở thành một cái gì gần như huyền thoại nó không còn là câu chuyện trao đổi trên bàn ăn mà đã được cô đọng lại thành những giá trị được hết thảy mọi người nâng niu gìn giữ nó là câu chuyện về cái đảo ellis của gia đình chúng tôi mickey nói vậy sau khi ông thôi việc ở boeing và về hưu năm 2000, Mickey biết sẽ tặng cha mình món gì. Đó là một hộp kính thật đẹp, bên trong có cái quần đùi màu đỏ mà ông đã mặc trong chuyến bay vượt thoát của gia đình. Nguyễn nhận món quà đó với một thái độ nhẹ nhàng. Ông nhận nó mà không nói một lời. Có lần, ông đã viết về chuyến hành trình gian nan của gia đình ông trên một tờ báo Việt ngữ, nhưng bằng lời kể của ngôi thứ ba. Ông không nhận mình chính là người phi công đó. Mickey nói, Bà tôi không thích khoe khoang, nhưng ông biết chắc ông đã làm một chuyện quá sức liều mạng. Tháo mặt nạ để nhìn người anh hùng. Nhiều người khác cũng nghĩ vậy và họ quyết định tháo gỡ lớp vỏ bọc để thấy rõ mặt người anh hùng khiêm tốn này. Suốt trong nhiều năm, viên chỉ huy tàu USS Kirk đã nhiều lần dò hỏi tung tích cái anh chàng phi công Việt Nam đã lái chiếc Sinuk đâm xuống biển này. Câu hỏi lúc ban đầu dần trở nên một công cuộc tìm kiếm khá dai dẳng. Năm 2009, Jacob xuất hiện trong một chương trình TV Việt ngữ hỏi xem có ai biết gì về người phi công này không? Công việc dò tìm vẫn tiến hành với ít nhiều hy vọng vì cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ cũng chẳng to lớn gì. Một ngày nọ, Mickey nhận được một email, trong đó có lời rao của Jacobs. Anh trả lời, nếu ông đang tìm người phi công lái chiếc Chinook ấy, thì có thể đó là cha tôi. Sau đó là những cú điện thoại gọi về tới tấp. Jacobs và những thuộc cấp cũ của ông trên chiếc USS Kurt tổ chức một buổi họp mặt đoàn tụ vào ngày 10 tháng 7 năm 2010 tại Springfield, Virginia và họ đã gửi thư mời ông Nguyễn. Ông không còn là người phi công trực thăng ngày nào trong tháng 4 năm 1975. Ông đã mất đứa con trai giữa Mika chết vì xuất huyết não năm 2003. Phần ông thì mắc bệnh lãng trí sau khi về hưu. Bây giờ ông ngồi trong xe lăn không nói chuyện được, chỉ ú ớ qua cổ họng. Tới dự buổi họp mặt với thủy thủ đoàn chiếc tàu USS Kurt, lần này bà vợ đẩy xe cho ông. Chiếc xe lăn được đẩy vào phòng tiếp tân, có con trai và con gái cùng đi với cha mẹ. Người đầu tiên mà bà thấy trong hành lang là Chippy Chipman, anh chàng thủy thủ đã hứng được bà và cô bé gái con bà khi cả hai nhảy ra khỏi chiếc trực thăng mấy chục năm về trước. Nguyễn cũng nhận ra Chipman, mắt ông ứa những giọt lệ. Ông ấy nhận ra tôi. Chipman kể lại. Ông ấy ngó tôi, và tôi cũng ngó ông ấy trần trần. Chipman tới bên ông Nguyễn đưa tay chào, tự giới thiệu mình và nhắc lại chuyện xưa. Anh ngó qua Mickey, giờ đã là một gã trung niên. Tôi là người đã chụp được cậu lúc cậu nhảy xuống tàu. Anh nói bằng giọng tách xịt đặc sệt trong lúc Mickey không thốt được lời nào vì quá xúc động đoạn anh ngó qua mi nà trông cô tươi tắn như một bông hoa anh bảo với cô rằng lúc đó anh đã nhủ mình phải cố chụp cho được lúc cô rớt khỏi chiếc trực thăng cho dù phải đánh đổi bằng chính sinh mạng mình đi nữa Chipman kể lại tâm trạng mình lúc gặp Mina. Tôi hãnh diện lắm. Tôi không có con. Nhưng có một cái gì Giống như bất ngờ mình gặp lại đứa con gái Đã thất lạc từ lâu Nay gặp lại lúc nó khôn lớn Cô ấy đã trưởng thành một cách hết sức tốt đẹp Buổi họp mặt biến thành buổi tuyên dương ông Nguyễn Người ta chiếu lại khúc phim màu Ghi lại những pha gian nan của chiếc xin núp. Nhiều thủy thủ trên tàu ngày hôm đó Đã chụp ảnh và quay được cảnh tượng xảy ra trên mặt biển. Mina nhìn vào tấm hình lúc cô đang dán khuôn mặt bé thơ của mình lên lớp kính chiếc xin úc khi nó bay vòng vòng trên chiếc tàu. Cô cũng thấy được tấm hình lúc cô rớt xuống đôi tay của Chipman. Cô nói: "Tôi lạnh cả sống lưng." Cô cũng được xem lại khúc phim cha cô nhào ra khỏi trực thăng lúc đâm xuống biển. Cô bảo, giống như Tom Cruise, nghĩ rằng người đó là cha tôi, nghĩ rằng đó là cảnh gia đình tôi đang nhảy khỏi máy bay từng người một. Những ý nghĩ đó làm tôi choáng cả người. Còn Mickey có ý nghĩ riêng của anh. Trong nhiều năm, anh vẫn thán phục cha mình ở cái tính khiêm tốn của ông. Anh có thể hiểu được thái độ đó. Nhiều người tị nạn Việt Nam chỉ muốn quên đi những đau đớn trong quá khứ. Họ đã mất đi bao nhiêu thứ, thân phận, địa vị, gia đình, tiền của. Họ chỉ muốn nhắm vào tương lai. Kết quả là những người này có nguy cơ đánh mất quá khứ. Lũ con rồi đây khôn lớn, sẽ không biết gì về chuyện vượt thoát tìm tự do của cha mẹ và mọi chuyện sẽ nhạt nhòa dần khi thế hệ của những bậc cha mẹ lần lượt mất hút. Chỉ có một điều khác nhau giữa gia đình chúng tôi và những gia đình khác, đó là những tấm hình và những khúc phim này. Mickey nói, mỗi người tị nạn Việt Nam tới xứ sở này đều có hàng vạn những câu chuyện đáng được kể ra và chắc chắn có những câu chuyện còn gian nan hơn nhiều. Mickey ngó Jacob khi ông này tới trước đám quan khách trong phòng tiếp tân. Chúng tôi dành phần sau chót cho điều đáng kể nhất. Ông ta vừa nói vừa nhìn ông Nguyễn. Jacob đọc một đoạn tuyên dương Nguyễn về hành động gan dạ của người sĩ quan phi hành với tài ba của một phi công thái độ trầm tĩnh trong lúc nguy cấp hành động của ông nguyễn đã mang về một hình ảnh tốt đẹp cho đất nước ông và đã nói lên được một truyền thống cao đẹp nhất của hải quân hoa kỳ ông nguyễn không nói được lời nào khi ngồi yên ngó lên từ chiếc xe lăn một sĩ quan hải quân cúi xuống gắn huy chương công quân biểu dương lòng can đảm lên ve áo của ông. Trong chiếc xe lăn, Nguyễn vặn vẹo cử động thân mình. Mickey đứng sau lưng ông, không hiểu cha mình muốn cái gì. Ông cựa quậy hai chân, rồi thẳng người lên trong cái áo khoác màu cho sáng. Ông nhìn thẳng vào dịch cốp, và ông chào bằng cách run rẩy đưa bàn tay mặt của mình lên trán. Nguyễn đã qua đời vì bệnh Alzheimer mà 3 năm sau ở cái tuổi 73. Ông đã vĩnh viễn ngủ luôn một giấc dài vào một đêm mùa hè. Nhưng trong cái buổi họp mặt đáng ghi nhớ đó, lúc thời gian quay ngược trở về một ngày khó quên của tháng 4 năm 1975, Mickey đã thấy cha mình phát một cử chỉ dường như để nhắc với anh rằng dù thân thể ông không thể cử động được nữa nhưng ông người cha mà anh đã tin chắc thế nào cũng tới để đưa anh và cả gia đình ra đi ông vẫn mãi còn đó Greg